dương đâu chứ sao? Xin giới thiệu các bạn, trận đấu sắp diễn ra kèo 3-3 đấm xả một trắng. Tem đây là tem Sài Gòn, tem kia là tem Đồng Tháp. Tem Sài Gòn gồm có Alibaba kết hợp Đức Từ Điện và Cầu Chiền là Chiều. Ba bên kia là Du của Đồng Tháp kết hợp Trường Trà Vinh và Cầu Chiền Sang Phạm Chợ Mới An Giang. Đi cho em mượn hết chỗ này. Nhảy té. Hết bây giờ đấy. Xây thêm đây rồi nè. Ôi, xây rồi. Hậu Vinh nha bồi. Sẽ đã bắt đầu điểm 0-0. Tốt đó. Tốt. Rồi chúng ta xử lý bóng pha bóng đó là bên Sài Gòn thắng, điểm cho Sài Gòn 1-0. Phát bóng ngoài. Điểm cho Đồng Tháp 1-1. Đức Từ Điện một bóng tốt nâng điểm số cho Sài Gòn 2-1. Tiếp tục là một pha phát bóng ngoài của Lee Ba Do, điểm 2-2. Trận đấu tạm dừng lại để các anh em hàng 6 vô bạc. Kèo này ngày chiều không biết gì hết. Phải xong rồi, tám năm rồi. Mình thấy đường khá chân trời. Sẽ đấu tiếp tục điểm 2-2. Điểm 3-2. Cho Sài Gòn 3-2. Mẹ ơi. 2. Mèo ơi mèo. Điểm Sài Gòn 4-2. Điểm 4-2. Phát bóng ngoài. Điểm này. Tôi còn lãnh 3-4. Phát 3 điểm ăn chứ đâu có ai búng cho nào ăn đâu. Bóng trong sân. Tôi thực hiện bỏ bóng dài ở vị trí cuối sân góc giữa A luôn. Điểm cho Sài Gòn 5-3. Độ chính xác quá cao. Hãy
quả bóng cao tài của Du Cao Lãnh điểm cho team Du 4-5. Trời ổn quá ha. Một pha cố bóng nỗ lực của Trường. Một pha xử lý không được sắc sảo của Vô Cầu Lãnh. Nâng điểm số cho team CG 6-4. Pha đập bóng uy lực của Vô Cầu Lãnh. Điểm 5-6. Và móc bóng gọi là đứt móc đó không? Đó hai bắt. Một pha móc bóng quá đẹp của Đức Từ Thiện. Điểm 7-5 cho team Sài Gòn. Du chạm lưới. Điểm cho team của Sài Gòn 8-5. Hai bên đổi sân. Một pha không hiểu ý giữa đồng đội của team Du Cầu Lãnh đã nâng điểm số cho team Sài Gòn 9-5. Mèo ơi, không bóng không lưới điểm cho team Du Cầu Lãnh 6-9. Rồi. Tiếp tục là một pha phát bóng không lưới điểm team Sài Gòn 16. Ai đang ba dàn lại nè. Pháp bóng ngoài điểm 70 cho team của Du Cao Lãnh. Phải không? 70. Điểm 10-17. Ừ. Phát bóng ngoài điểm 8-11. Điểm cho team Sài Gòn 12-8. Tiếp tục phát bóng ngoài điểm cho team Du Cầu Lãnh 9-12. 9 điểm chứ hàng ai lưu gió nó phát mà hết 7 điểm rồi. Nâng điểm số team Sài Gòn 13-9. Thấy không, phát ngoài nữa là 8 trái rồi đó.
Điểm 10-13. Quá đẹp. Ra tài quá nhanh ha. Và đánh bóng quy lực, ra tài quá nhanh của Đức Từ Thiện. 14-10. Đúng như là cái cầu chuyền, là cầu chuyền của nó luôn, nó cũng như đang rơi nhau đó. Cầu chuyền là cầu chuyền mới cuộc đó. Đưa ngay tay đó. 11-14 cho tem của Du. Set này hai bên phát bóng hỏng tổng cộng 25 điểm, phát bóng hỏng hết. Đó, thấy không? Ngoài nữa thấy không? Đây là 12-15 hay gì phải không? Xe này trốn luôn. Tiếp tục phát bóng ngoài kết thúc set đấu. Tem của Ali Bayo kết hợp với Từ Thiện và Chiều thắng tem Du Cơ Lãnh, Trường Trà Vinh và Sang Phạm Chợ Mới An Giang. Rồi, quay khán giả cho các bạn xem, khán giả đang ngồi bên đây nhiều lắm nè. Bên đây là trời mát cho nên là ngồi bóng dừa, dưới bóng dừa.